Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài học mới về hai loại tiết tấu mới, đó là dấu chấm dôi và chùm ba. Các bạn có thể nhìn lên hình ảnh, dấu chấm dôi chính là dấu chấm nhỏ xuất hiện ngay cạnh nốt nhạc. Dấu chấm dôi có giá trị bằng 1/2 giá trị nốt nhạc đứng trước nó. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn ba loại chấm dôi cơ bản, đó là tròn chấm dôi, trắng chấm dôi và đen chấm dôi. Đầu tiên, ở ví dụ đầu tiên các bạn nhìn thấy nốt tròn chấm dôi sẽ được tạo bởi nốt tròn và chấm dôi. Tròn là 4 phách, chấm dôi bằng một nửa của nốt tròn, tức là 2 phách. Tổng tròn chấm dôi sẽ bằng 6 phách. Tương tự, trắng chấm dôi sẽ bao gồm trắng và chấm dôi. Trắng bằng 2 phách, chấm dôi của trắng là bằng 1/2, là bằng 1 phách. Vậy, trắng chấm dôi sẽ bằng 3 phách. Tương tự, chúng ta có đen chấm dôi sẽ được cấu tạo bởi một nốt đen bằng một phách, chấm dôi sẽ bằng một nửa của nốt đen, tức là 0,5 phách. Vậy đen chấm dôi có giá trị bằng 1,5 phách. Đó là toàn bộ tiết tấu về chấm dôi. Phần tiếp theo của bài học mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chùm ba. Thông thường các nốt sẽ là những số chẵn, ví dụ 2, 4, 6 nốt để có giá trị là phách chẵn. Riêng chùm 3 sẽ lẻ, nhưng nó lại có giá trị phách là chẵn. Cụ thể các bạn nhìn vào ví dụ. Chùm 3 đen sẽ là 3 nốt đen. Bình thường 3 nốt đen sẽ bằng 3 phách. Tuy nhiên, 3 nốt đen khi được nối lại bởi 2 dấu nối và có số 3 sẽ trở thành chùm 3 đen và nó sẽ bằng 2 phách. Ví dụ tiếp theo, chùm 3 đơn. Chùm 3 đơn như tiết tấu bình thường, 3 nốt đơn sẽ bằng 1,5 phách. Tuy nhiên, khi 3 nốt đơn nối lại và có một số 3 ở dưới sẽ tạo thành chùm 3 và có giá trị bằng 1 phách. Như vậy, với 1 phách bình thường bằng 2 đơn, bây giờ chúng ta sẽ phải làm nhanh hơn với 3 đơn trong cùng một phách đó. Tương tự, 2 phách bình thường bằng 2 đen, nhưng bây giờ chúng ta sẽ phải làm nhanh hơn với 3 đen. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn về chùm 3 đen. Chùm 3 đen sẽ bằng 2 phách. Đầu tiên mình lấy phách. Đó, các bạn thấy không? Rất nhanh. Bình thường 2 phách sẽ bằng 2 nốt đen. Nhưng bây giờ 2 phách sẽ phải bằng 3 nốt đen. 1, 2. Đó. Tiết tấu này sẽ hơi khó một chút. Bây giờ chúng ta sẽ đến chùm 3 đơn. Chùm 3 đơn sẽ bằng 1 phách, tức là một cái đập chúng ta phải đánh luôn cả 3 nốt. Ví dụ như sau. 1, 2, 3, vào. Đó, các bạn thấy tiết tấu của mình sẽ là 3 chùm 3 đơn và 1 nốt đen. 3 chùm 3 đơn mình sẽ đánh trong 1 phách. Lại nhá. Đó, một lần nữa này. 3 nốt đơn sẽ được đánh trong 1 phách. Đó là tiết tấu chùm 3. Tiết tấu này thường sẽ ở trong những bài học piano nâng cao, bởi đây là một tiết tấu khó, đòi hỏi người đánh phải biết căn nhịp